Xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi vừa vận động tuyên truyền 4 hộ vi phạm trên đất nông nghiệp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đến thời điểm này, xã có 100% vi phạm được tháo dỡ hoàn toàn. Xã Cẩm Ninh có 6 hộ vi phạm kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và vi phạm công trình thủy lợi, tập trung nhiều ở thôn La Tràng, Ninh Thôn. Bằng nhiều hình thức vận động tuyên truyền, đến ngày 21 tháng 10 đã có 4 hộ tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm, gồm 2 hộ vi phạm xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp và 2 hộ vi phạm hành lang giao thông thủy lợi. Như vậy, xã Cẩm Ninh đã hoàn thành 100% việc giải tỏa các công trình vi phạm 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước đó cũng đã có 2 hộ ở thôn Yên Xá tự giác tháo dỡ vi phạm.